Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới quý vị một căn nhà 39m² được thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Với cái căn nhà này ấy, thì nó gần với lại bến xe Yên Nghĩa, gần với lại trục đường quốc lộ 6 nha mọi người. Và với vị trí căn nhà, ngõ trước nhà 2m cách với đường ô tô, đúng 20m là ra tới trục đường ô tô đi lại. Vị trí thì thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái thông số nhà 39m², hướng nhà là hướng Đông Nam. Mời mọi người theo em cụ thể vào vị trí cái căn nhà này, xem là cái phần hoàn thiện thiết kế căn nhà này ra sao. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp, bên ngoài là lớp cửa quấn, bên trong là cửa gỗ kính. Và theo hiện trạng của ngôi nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ đầy đủ, sẵn sàng trao tay nha quý vị. Mặt ngõ cách đường ô tô cực kỳ nông và thoáng, hướng nhà Đông Nam thì rất là mát rồi. Và với vị trí này thì nó gần với trường đại học Fendica, gần với trường đại học Đại Nam, gần với bến xe, gần với lại tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Và với một cái căn nhà 5 tầng được xây dựng rất là chỉn chu, cẩn thận, Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Phần hoàn thiện cơ bản là đã xong hết rồi mọi người nha. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, cũng như là phần sơn, phần thiết bị vệ sinh, phần gạch lát nền đều đã hoàn thiện xong. Cái màu tông sơn chủ đạo của ngôi nhà này thì ở phía bên trên là màu trắng, ở phía dưới đây như quý vị nhìn thực tế nó là màu vàng nhạt nha. Đó, trần phào thạch cao, thiết kế đầy đủ, sổ đỏ, sẵn sàng trao tay. Và đây, ở phần phòng khách thì chủ nhà có lắp cho mình một chiếc quạt trần. Với căn nhà này thì cái diện tích, ưu điểm của nó khá là rộng. Ưu điểm tiếp theo nó là gần với lại trục đường ô tô đi lại, gần với lại cái bãi để xe ngày đêm thoải mái, gần với lại chợ dân sinh, gần với trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, gần với bến xe và gần với khu đô thị Đô Nghĩa nữa nha quý vị. Đó, nói chung là tiện ích đầy đủ. Tiếp theo mời cùng theo em vào phía phòng bếp của ngôi nhà. Đây là không gian của cái căn phòng bếp vừa mới hoàn thiện xong, chỉn chu, theo đúng hiện trạng, có thể dọn đồ về và ở. Hồ sơ điện nước lắp đặt riêng biệt từng căn đầy đủ. Với cái đây, tầng 1 là có một cái khe thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng cũng như là không khí, đây quý vị có thể nhìn thực tế. Lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà, đồng thời ở cái phía khe thoáng này là sẽ lấy mở được các cửa sổ ở phía bên trong các tầng phòng ngủ mọi người nha. Đấy, tại vì sao mà chủ nhà thiết kế khe thoáng, Ngọc Ánh sẽ chia sẻ đấy, chia sẻ luôn cho quý vị ở đây. Đó, cái phần khe thoáng này từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà là có đầy đủ khe thoáng cho quý vị để mở cửa sổ ở phía bên trong, cũng như là tạo điều kiện để sau này mình có thể lắp đường hòa, điều hòa đi, đường dây cái điều hòa ấy, mọi người ạ. Đó. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá granite và tủ bếp này thì thiết kế toàn bộ là tủ gỗ nha mọi người. Đấy, tủ gỗ chống cong vênh mối mọt. Và ở đây thì nước sử dụng là nước sạch sông Đà, điện lực EVN Hà Nội. Phần không gian bếp này quý vị có thể nhìn thực tế luôn ở đây nữa, là chủ nhà ốp toàn bộ gạch cho mình. Đấy, toàn bộ cái không gian phòng bếp ở đây thực tế như thế nào thì nào, Ngọc Ánh sẽ quay vào như thế. Và cái không gian phòng bếp này thì cũng khá là rộng để cho quý vị có thể kê được bộ bàn ăn. Ngoài ra phần tầng 1 của ngôi nhà còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị phần sử dụng ở dưới tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và cái hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Căn nhà này vừa mới được dọn vệ sinh công nghiệp rất là sạch sẽ rồi quý vị. Này, tiếp theo, tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế là gỗ. Và phần ngăn cách giữa cầu thang, phòng khách ở đây có một vách lam gỗ CNC ở đây, quý vị có thể nhìn nha. Đó, một cái kệ, quý vị có thể để trang trí giỏ hoa nhựa ở đây, cũng rất là đẹp. Với cái giá chào bán của cái căn nhà này ấy, thì hiện tại chủ đang chào bán với giá 3 tỷ 380 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, mọi người muốn tìm hiểu về cái phần ngân hàng và cái phần chi trả trước thì liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Sau đây mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế ra sao ạ? Tầng 2 của ngôi nhà thiết kế một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Mời quý theo em và khám phá căn phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà ở trên phía tầng 2. Phía trên Ngọc Ánh đây là thiết kế toàn bộ sàn gỗ, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài, cửa sổ nào cũng được thiết kế hai lớp.
rất là chắc chắn và an toàn. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa inox nha mọi người. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng đầy đủ. Đó, ở trên phía tầng 2 đây. Cửa ở đây mọi người ạ. Cửa thông phòng được thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Và ở trên phía tầng 2 thiết kế tiếp theo cho mình một cái không gian phòng rất chi là thoáng nha quý vị. Đây, một cái không gian phòng tắm rất là lạ. Với cái không gian phòng tắm này quý vị có thể nhìn thực tế cực kỳ lạ luôn. Đó, thiết kế rất là hợp lý luôn với cái đầy đủ bồn cầu này. Và ở trong không gian phòng tắm thì được ốp gạch lên trên tới tận trần, quạt hút mùi, ống chờ bình nóng lạnh, sen cây tắm này và lavabo bàn đá. Không gian phòng tắm rất rộng luôn mọi người ạ. Ở đây thì quý vị có thể lắp thêm một cái vách kính tắm nữa, rất là hợp lý. Và đây tiếp theo, như anh vừa chia sẻ ở phía dưới tầng 1 ở đây là có một cái ô giếng trời thoáng. Thì ở đây, ở phần phòng tắm này, quý vị có thể lắp thêm một chiếc tủ quần áo rất là hợp lý ở đây. Để mình có thể, hoặc là có kệ ở đây. Thì cái này thực ra là tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Còn ở đây thì Ngọc Anh có thể tư vấn thêm cho quý vị ở cái không gian này, là quý vị có thể để thêm một cái tủ quần áo nhỏ nhắn rất là hợp lý. Để mình khi mà mình vào mình tắm ấy, thì mình lấy đồ nó tiện. Và tầng 2 là như thế rồi, thì tầng 3 thiết kế ra sao, có giống tầng 2 hay không thì mời mọi người đừng rời mắt khỏi video. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế khác hoàn toàn so với tầng 2. Tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế gồm hai phòng ngủ trước sau, cầu thang giữa, nhà vệ sinh ở giữa mọi người ạ. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Cũng đều được, tất cả các phòng ngủ đều được lát sàn gỗ. Đó. Với cái căn nhà này hướng đông nam thì cũng rất là mát. Ở trong cái cụm nhà này thì nó còn một căn ở phía bên trong giá rẻ hơn, 2 tỷ 650 triệu đồng nha quý vị. Mọi người muốn tìm hiểu thì cứ alo trực tiếp em có thể tư vấn. Tất cả các phòng đều có ngập tràn ánh sáng cũng như là có đầy đủ ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa rồi. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Đây. Đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng. Đây, ống chờ bình nóng lạnh, bồn cầu, lavabo và phòng ngủ ở phía bên trong như thế nào. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên trong của ngôi nhà. Phần phòng ngủ ở phía bên trong này thì ngoài sẽ chia sẻ với mọi người nó sẽ hơi nhỏ so với phòng ở bên ngoài. Tuy nhiên thì vẫn có cửa sổ thông thoáng đây quý vị nhá. Để lấy ánh sáng vào đây, ống chờ dây, chờ áp và điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Đó. Một căn nhà 39m², thiết kế tầng 1 phòng khách, phòng bếp, tầng 2 một phòng ngủ rất là rộng, tầng 3 hai phòng ngủ trước sau và tầng 4 thiết kế ra sao, mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế nó sẽ khác hơn một chút so với tầng 2 và tầng 3, đó là trên tầng 4 thì hoàn toàn tất cả các phòng ngủ thiết kế ở đây nó là gạch lát nền kích thước gạch 60-60 thay vì là lát sàn gỗ như phía dưới tầng 2, tầng 3 nha quý vị. Còn đâu thì tất cả mọi thứ nó đều xem nhau, cửa sổ thông thoáng trước sau. Như vậy căn nhà này 5 phòng ngủ riêng biệt, tầng 2 1 phòng, tầng 3, tầng 4 mỗi một tầng 2 phòng, 5 phòng ngủ riêng biệt nha quý vị. Nếu như quý vị nào mà thích một căn nhà có nhiều phòng ngủ thì căn nhà này rất là hợp lý. Nó gần với trường đại học Phenica, gần với trường Đại Nam. Nếu như quý vị nào có nhu cầu đầu tư cái căn nhà này mà quý vị để cho thuê thì nó cũng rất là hợp lý. Hoặc quý vị nào có con em đang là đi học ở cái trường đại học đấy thì quý vị có thể mua căn nhà này, sở hữu căn nhà này rất là hợp lý nhá. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 4. Nói chung là cũng tương tự như tầng 3. Quan trọng nhất là Ngọc Ánh vừa nhấn mạnh và chia sẻ rồi, căn nhà này 5 phòng ngủ riêng biệt. Và phần còn lại, mời người theo em lên khám phá tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà thì vừa bước trên ở phía tầng 5 ở đây có một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, tầng 5 thiết kế một phòng thờ. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Phòng thờ riêng được lát gạch gỗ. Phòng nào cũng có cửa sổ nha mọi người. Phòng nào cũng có cửa sổ, có ánh sáng vào bên trong căn phòng. Quý vị không sợ lo bị tối, bị bí đâu. Phần còn lại đây rồi, đó chính là phần sân phơi. Cực kỳ rộng nha quý vị, cực kỳ rộng luôn. Với phần sân phơi. Và đây là cái căn nhà quý vị có thể nhìn thực tế kia.
là đê Yên Nghĩa. Xe cộ đi lại tấp nập, đường ô tô thì nó ngay cách nhà mình 20 mét thôi. Giá chào bán thấp nhất của cái cụm này là 2 tỷ 650 triệu đồng. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng gọi điện cho Hoàng Anh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0930134030 hóa 0888041414. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.